Hello. Hello YouTube and TikTok. Hello YouTube and TikTok and Facebook. <laughs> and Facebook. Eva is Eva is ready for the fan competition with mommy. <laughs> competition? Yes. See everybody hello Eva. Look at my hair. you have to don't cover your face you need to show them your face you know they can't see hello youtube hello tiktok, hello, TikTok. Hello. vâng cái người cái cô gái mà không có cần thiết nhất trong cái buổi livestream thì luôn luôn có mặt lúc đầu buổi livestream tại vì cái cô gái này cô không có chịu nổi cái chuyện mà cô không được nổi tiếng ai à, vua nổi tiếng theo đó hiểu không cho nên là cổ phải đu theo là cứ tối tến là cổ phải được tham gia livestream một chút rồi cổ mới đi ngủ được ok cho nên là mọi người phải chịu đựng Eva một thời gian à, không biết chịu đựng tới khi nào nhưng mà đại loại là miễn Eva còn cái bên là Eva sẽ luôn luôn yêu cầu được lên sóng ok what do you want to tell them they waiting for you they say you have so nice the fan oh be gentle trời ơi Eva ơi trời ơi trời ơi, trời ơi, Eva ơi. Trời ơi. Trời ơi quá. Hu. Trời ơi. That. Trời ơi, trời ơi Eva ơi, trời ơi đi ngủ đi. Trời ơi. Trời ơi. Nè, để làm người nổi tiếng nha, quạt đi trong mặt này nè, đây mẹ quạt cho. Không I cold. I I blow your face so you will look funny. Ready? Yes. Ready, ready, ready. <laughs> yes. Now you look like Beyonce. See? Oh, like uh, like a singer. <laughs> 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 okay, so done. Good, let's go sleep. I show you something that looks like a guitar. True, also that's very creative. Okay. That's so the guitar. Okay, good night. Eva, <laughs> Eva say bye bye. Toda, good night, Toda. Bye bye. Uh mm huh. -hmm. Eva yêu các bạn. Oh, Eva yêu các bạn. Eva so sweet. <laughs> Eva thiệt là dễ thương. Okay. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Eva đi ngủ. Eva đi ngủ. Ok. Rồi, bye bye. Bye bye. bye thì đi đi. Trời ơi. Bye bye YouTube. Bye, bye bye TikTok. Bye bye TikTok. Bye bye Facebook. À, ok. Eva ngủ ngon. Eva ơi, con quên cái này nè. Cái 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 trò chơi của mình. <laughs> ok, good night. I come in later. Vâng. Bà Segi đã chịu đi ngủ Cuối cùng bà Segi đã trả ghế lại Cho bà mẹ Việt Nam anh hùng okay. Mà bà Segi thì lúc nào Bà cũng phải vô và bà phải đơm cho Một xíu vậy đó cho nó có phong trào Chứ không là nó không có phong trào Bà Segi là cái bà mà Bà Segi mà còn cộng số 4 nữa Tức là bà sống ảo mà kiểu như là Bất chấp luôn á Kiểu như không thế nào ai mà sống ảo bằng Bằng ai nữa hết Chị như bớt họng học vậy chưa em ơi Tối nay chắc chị livestream tiếng thôi nha mấy đứa. Tối nay chắc chị livestream tiếng thôi, tại vì cái họng của chị nó bị đau á chị chị nuốt nước miếng nó, nó nó bắt đầu đau cổ họng rồi, cho nên là chị phải chị phải phải giảm thiểu cái chuyện nói lại chứ không tôi tắt tiếng là tao hết dạy tụi hoài. Tối nay sẽ không có được chửi đâu, tại vì tối nay mà chửi là đau cái cuốn họng hoàn hoại nữa, cho nên là quyết định tối hôm nay sẽ hiền với mấy đứa nha trời trúc trương nay âm thanh ánh sáng đẹp lúc nào âm thanh ánh sáng vẫn đẹp ý mày khen gì như đẹp phải không ok cái đó thì tao diệt chuyện như đẹp là cái gì cũng đẹp hết má cứ suốt ngày cứ vậy khen âm thanh ánh sáng đẹp nói bừa nó là chị nghe nay chị như đẹp kiểu chị ơi nay đắt lắc lạnh lắm hả trời ơi mùa bão mùa bão mà em mùa mùa này thì thôi khỏi nói nào mùa này thì, thì khỏi nói đi à, mấy hôm nay có những cái Uh, chị không biết ở Việt Nam tin tức sao rồi nhưng mà ở thế giới thì nó 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 sẽ có những cái biến động mới nữa và chị là một người mà nhìn thấy cái mô mình nhìn thấy những cái khoảnh khắc này trên thế giới chị mới thấy được là cái chuyện preparation hay còn gọi là chuẩn bị đó, nó rất là quan trọng ok chị muốn tất cả mọi người làm sao để mà chuẩn bị cho bản thân mình cái tinh thần cao nhất về những cái và nếu như em đã học kênh của chị lo em biết chị đang nói cái gì hãy luôn luôn trong một cái tâm thế là em biết là thế giới nó sắp đi qua một cái quá trình khác thế giới nó sắp đi qua những cái biến cố mới uhm, chị không muốn để là một người mà đi ra để mà stress hay là còn gọi là đưa ra những cái tin tiêu cực cho mọi người chị là một người Ưa thích cái chuyện làm cho cái mỗi ngày của em khá hơn và tốt hơn và phát triển hơn. Nhưng nếu như em đang có một công việc ổn định, nếu như em đang làm những cái việc mà gọi là em đủ sống qua cái mùa dịch này á, thì chị chị muốn nhắn nhủ với các bạn là đây không phải là thời điểm để cho em đi làm một cái chuyện gì đó risky hay còn gọi là rủi ro, ok? Hãy dành cái thời gian này giống như cái chuyện là em sẽ nạp kiến thức cho bản thân học và trau dồi cái em không em không làm một cái chuyện điên rồi gì trong một hai năm em không có chết đâu nhưng mà trong thời điểm này em làm bất cứ cái gì điên rồ em thay đổi công việc hay em nôn nóng hay em buồn chồn em thả cái năng lượng ra ngoài vũ trụ là em khủng hoảng á thì sớm hay muộn gì em cũng rơi vô cái trap hay còn gọi là cái bẫy của cái 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 cái, cái mới lộn xộn tại thời điểm bây giờ chị chỉ nói chị chỉ nói như vậy để cho các bạn tự hiểu và tự nhắc nhở lẫn nhau be positive and next to the person that positive and you yourself have to keep remind yourself that okay? tiếp tục ở bên những người tích cực nhắc nhở bản thân mình là tại sao mình vẫn ở bên những người đồng đội những người đồng chí những người bạn này được không ừ, uhm, rồi trời ơi trân khen quá chừng là khen khen biết khen sướng đừng có khen nữa sướng quá rồi sao đừng có khen nữa nghe không khen vừa vừa thôi tại sao tại sao khen hoài tại sao phải khen tại sao vậy tại vì sao tại làm sao hả trời ơi suốt ngày trời đất ơi khen khen miết học hành không lo khen ok câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay có phải là người đàn ông tốt thường hay gặp những người phụ nữ hư hỏng hay không chị Câu trả lời của chị là nó cũng giống như cái chuyện mà phụ nữ tốt và tử tế đa phần họ cũng bị yêu lộn người lắm em. Cái mình cái chuyện này nó 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 hơi bị nhiều nhưng mà nó 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 thành số đông á làm cho nhiều hộ mình mình cũng thắc mắc là ủa vậy nhất định những cái người mà đã ra tốt giỏi người ta phải áp tức là người ta phải uh, yêu phải mấy cái người không ra gì hả? Ok thì uh, cái câu trả lời của chị là tùy OK, uh, cái tình yêu của em hay còn gọi là những cái bạn nam á, mà chọn những cái bạn nữ á, mà uh, gọi là gái hư á, gọi là bad girl, á. đa phần họ cũng có những cái quá khứ tổn thương khác với những bạn nam khác. OK, đa phần đàn ông họ không có được học những cái này nhiều và kiểu như đàn ông họ họ sống theo cái kiểu họ gồng lên rất là nhiều em, đàn ông cũng khổ lắm tụi em. Ok, đàn ông cũng khổ và đàn ông cũng suy nghĩ rất là nhiều về cái chuyện là nhét hết cảm xúc mình xuống, nút hết cảm xúc mình xuống, không cho cơ thể của mình được phép chia sẻ và tâm sự và đó cũng là một trong những cái khó nhất cho chị khi mà chị học cái kiến thức đó xong và chị có thể để cho đàn ông đủ cái trải nghiệm để mở cái bên chị để mà tâm sự với chị như một người thầy nữa. Tại vì rất khó để đàn ông đi tâm sự với phụ nữ, mà đã khó như vậy mà còn khó hơn là để tâm sự với một người phụ nữ như chị để mà được cái sự cảm thông và chia sẻ. Qua nhiều thời gian, qua nhiều cái trải nghiệm cũng như cái quá trình để training um, cả nam và nữ, chị mới rút ra được bài học là nó không có nam hay nữ ở đây, nó không có giới tính, nó chỉ có là con người và ai cũng như vậy hết, được chưa? Nếu như em là một người đàn ông mà em sinh ra lớn lên và mẹ của em là cờ bạc là nghiện ngập là chơi bời là ngoại tình là làm những cái chuyện có lỗi thì khi em lớn lên em cũng mang một cái thù hận bên trong người là tôi ghét cái người phụ nữ này như thế nào thì tôi sẽ đi ra đường và tôi sẽ không có yêu cái người phụ nữ đó như vậy hoặc em sẽ ra được một cái suy nghĩ trong đầu em in subconscious ở trong tiềm thức của em sẽ nói là bởi vì tôi ghét cái người phụ nữ như mẹ của tôi cho nên tôi ra đường tôi thấy những người phụ nữ này tôi sẽ thay đổi họ tôi sẽ dạy cho họ một bài học chẳng hạn nhưng mà cuối cùng em lại rơi vô chính cái bẫy mà em đặt ra cái bẫy mà em đặt ra đó là cái gì đó là a à, mình đi ra mình tưởng mình sửa được mấy cái con bad girl này thành good girl trở thành người vợ đảm đang trong gia đình và mình tưởng đó là mình mạnh hơn mấy con này mình đi ra và mình khống chế nó hoặc là mình nghĩ là mình sẽ đi ra mình làm cho mấy con này nó tiêu tán đường cho nó có một cái bài học của nó như cái cách mà mà mẹ em đối xử với ba em hoặc là những cái người phụ nữ xung quanh em như vậy, okay? câu trả lời của chị là không có được đâu em, được chưa? và những cái người đàn ông tốt này họ thường hay có một cái dấu hiệu nữa là họ mà gặp người phụ nữ tốt á họ lại cảm thấy không an toàn họ lại nghi ngờ và họ lại không cảm thấy là mình xứng đáng được ở với những người phụ nữ đó và họ lại đi ra đường và họ than vãn và họ kể lễ là ờ tại sao phụ nữ lại đối xử với họ như vậy và họ luôn là những cái thằng đàn ông nạn nhân chị còn nhớ bạn của chị có một anh bạn con nhà giàu lắm ok cái con công tử và nói chung là ba mẹ rất là thành đạt ở bên mỹ gọi là cậu ấm đó cái okay. đúng đúng kiểu cậu ấm luôn có nghĩa là nhà ở trong tòa lâu đài ba mẹ là um, làm trong chính phủ rồi một người thì làm trong cái 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 dạng dạng như là em có biết là nổi tiếng với sách làm làm sách rồi in sách xuất bản ở Mỹ rồi lên những cái truyền hình thực tế ở Mỹ đại loại là nổi tiếng ok um, và ảnh cũng kết hôn và vợ của ảnh lại đi ngoại tình ok nghe cái background của ảnh làm trong công ty lớn cỡ Google trở lên, uh, rồi có những cái cái, cái quá trình mà ảnh được uh, dạng như là đi qua Singapore rồi làm chức lớn rồi cưới vợ, nghĩa là khi em nghe tới như vậy em sẽ nghĩ là wow uh, người đàn ông như vậy phụ nữ nào mà cưới được là may mắn lắm nhé sẽ không bao giờ bỏ và ngay cái chị là bạn của họ chị cũng chị cũng rất là ngưỡng mộ tại vì cái cách ảnh chăm vợ cái cách ảnh quan tâm đến vợ cái cách ảnh làm những cái điều đó và vợ của ảnh còn không biết nấu ăn luôn. Không biết nấu ăn, không biết chăm cái gì hết. Thậm chí hai người không có con mà nuôi một con chó mà nuôi lên nuôi xuống còn không được mà. Okay. Rồi uh, vân vân. Còn cái những cái trải nghiệm đó làm cho chị nhận thấy là wow. Anh này anh có thể tìm được người phụ nữ xứng đáng hơn. Nhưng tại sao anh lại đi yêu một cái người phụ nữ như vậy. Okay. Thì sau một thời gian khi mà chị học về psychology, về cái đầu của con người. Thì chị mới hiểu được là anh chọn những mối quan hệ đó bởi vì anh không có tự tin với ảnh là một người đàn ông bởi vì trong nhà ảnh mẹ ảnh quá giỏi cho nên ảnh luôn có cái cảm giác là dù ảnh lớn ảnh vẫn là con con trai bé bỏng của mẹ ảnh vậy đó và để bứt ra khỏi cái cảm giác ảnh là con của mẹ ảnh, ảnh phải đi tìm một đứa trẻ khác để mà ảnh nuôi cái đứa trẻ đó hay còn gọi là cái chị đó như một đứa con nít vậy. Và đối với ảnh ảnh nghĩ như vậy là an toàn nhưng mà ảnh lại lầm. Đó là khi em quen một cái người đàn bà mà người ta còn chưa có đủ chính chắn cho họ thì khi em lấy họ về khi em đi bận rộn đi làm họ cũng sẽ ngoại tình họ cũng sẽ làm những cái chuyện sau lưng em và họ ly dị rồi anh chị đã ly dị rồi ok nhưng mà mỗi lần mà chị có khách hàng hay bạn bè hay những người xung quanh của chị trải qua những cái chuyện như vậy á nó làm cho chị ngộ ra được là cái cách mà em lớn lên cái cách mà em ở trong cái môi trường như thế nào dù là em giàu hay em nghèo dù ba má em xuất xứ và thân thế như thế nào đằng sau mỗi cái câu chuyện của người ta khi người ta kể em phải để ý tại vì họ có những cái trauma hay còn gọi là những cái tổn thương hồi nhỏ họ chưa được chữa lành nó ảnh hưởng đến cái chuyện yêu đương của họ dù là đàn ông hay đàn bà em cũng sẽ như vậy em sẽ đi chọn những người phụ nữ không thích hợp với em em sẽ đi chọn những người đàn ông không thích hợp với em chỉ bởi vì đơn giản là em chưa bao giờ hiểu chữa lành là cái gì chỉ bởi vì đơn giản là em chưa bao giờ học để biết được là em lớn lên em sẽ có tổn thương và em lớn lên em sẽ cần một ai đó để giúp em giải tỏa hết những cái tổn thương mà em có được chưa và chữa lành là cái mà em phải làm cho chính là em cái đó nó khó nhưng không phải là không làm được phải kiên trì phải kiên nhẫn phải nạp cái ngất vô trong người phải dần dần cảm nhận là tại sao mình hành xử như vậy cái lối mình hành xử như vậy có phải là bình thường hay không và bình thường là như thế nào và nếu như bất bình thường cái cách để giải quyết là như thế nào chị cũng mất một thời gian rất là lâu để mà chị chấp nhận được là chị là người có vấn đề ok và và chị không có dùng từ này ở đây để cho em cảm thấy ổ vậy chị ấy thì nói là em chưa đủ tốt, em chưa đủ giỏi Tất cả chúng ta đều sẽ phải chữa lành, ai cũng sẽ phải chữa lành Chị nói thẳng luôn là một phần trăm Thậm chí mấy đứa nói, ơi chị Nhi Eva ở với chị như vậy Nó may mắn với sau này nó sẽ không, không đâu em Thậm chí Eva nó sẽ có những cái tổn thương khác của nó Và nó sẽ phải chữa lành cái okay? Và chị sẵn sàng như cái chuyện đó luôn Bởi vì con người là vậy ok Con người là vậy tại vì em sẽ luôn cảm thấy những cái điều em trải qua nó là xui xẻo nhất em sẽ luôn cảm thấy những cái điều trong cuộc đời của em là khổ nhất là khó nhất cho đến khi em gặp một ai đó và em nhìn thấy là ô thật ra là cuộc đời của của mình nó không có khó như là mình nghĩ tại vì nó còn nhiều người khổ hơn mình chẳng hạn mình sẽ bắt đầu mình đi đi ra để nhìn nhiều hơn đi ra để ngó nhiều hơn đi ra để biết nhiều hơn được chưa rồi câu trả lời của chị là yes hoặc nội và nôi hay không em có nghĩa là nếu như người ta không đã chữa lành hết người ta không còn tổn thương nữa người ta sẽ yêu tử tế người ta sẽ không yêu những cái người mà uh, bad girl hoặc là bad boy nữa họ sẽ bắt đầu họ yêu những cái người tử tế hơn ok Trời mấy đứa nãy suốt ngày mình nói chuyện như tục cột tóc đuôi ngựa đồ sao tao cột tóc đuôi ngựa không đẹp hả đẹp chứ bộ trời ơi tóc người ta đẹp nó suốt ngày ừ nói chuyện như đau họng em ơi đau họng nên pha trà với với mật ong nè có trà với mật ong với lại uh, à mấy đứa gửi cho chị chanh muối á chị có bỏ vô đây nữa coi nó có ra cái quần gì không ô má ơi má rác cổ quá chị nhi làm thế nào để tìm việc được của cửa hàng chanel vậy nộp đơn vô đi phỏng vấn thôi em tụi mày hỏi mấy cái câu mà tụi mày biết câu trả lời mà tụi mày còn hỏi trời ơi hỏi mấy cái câu gì vậy trân khen tất nhiên là đẹp trân lúc nào cũng trân em đề nghị trân là không có không có 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 lúc nào cũng nói đúng như vậy đâu nha rồi cậu cái tím mấy đứa hôm nay thấy chị như dịu dàng không quan chứ phải Và... <laughs> chị Nhi ơi cho em hỏi thực phẩm chức năng có thực sự cần thiết hay không chị hay mình chỉ cần ăn đa dạng các thực phẩm trong một ngày là được chị nói thật với tụi em là chị không muốn một cái thực phẩm chức năng nào hết okay. à, và chị có tin như thực phẩm chức năng không câu trả lời của chị là không em <laughs> tại vì chị hiểu rõ cơ thể của con người mình rất là đơn giản em ăn uống lành mạnh và em tập thể dục điều độ xong em không có cần phải làm cái gì cho nó nó kiểu như nó làm quá lên nó làm màu lên và nó theo kiểu như là em 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 biết là thế giới nó làm cho em cảm thấy em không có đủ cho nên cái gì em cũng phải mua thêm cho em đẹp ok chị không phủ nhận ví dụ như em muốn đẹp hơn thì em có thể đi spa em làm da mặt em chăm sóc móng tay móng chân em những cái đó chị ok những cái đó chị thấy ok nó nó là cái nhu cầu bên ngoài để cho mình tương tất để mình gọn gàng còn em nói với chị là thực phẩm chức năng nếu em dư tiền em mua em uống và em tin và nó giúp em em cứ mua còn chị đối với chị 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 không có tin tại vì chị đã từng được cho chị đã từng được tặng rồi người ta bơm bơm vô đầu mình nhiều cái để tin cái viên thuốc đó là thánh thần lắm nhưng mà khi mà bạn vậy mà đưa cho chị một cái gì á chị chỉ nói nó một câu thôi ngậm miệng lại nếu tao uống nó có hiệu quả tao sẽ nói cho mày mày không cần phải bán cho tao tại vì chị là vô bán hàng chuyên nghiệp ai mà bán được cho chị nữa em hiểu vậy không chị là giống mấy hàng chuyên nghiệp những cái mánh khóa mà tụi nó sắp mở miệng nói chị nói trước tụi nó luôn rồi nên tụi nó không cần phải chơi mấy cái trò đó với chị nghe chưa thì khi mà em biết được là những cái công thức để cho em khỏe mạnh và em cơ thể em đẹp đã trong chị đâu có uống có... chị đâu có uống cái gì đâu mấy đứa chị thì chị không uống gì hết á ngày mai mà có một cái công ty đó, chị nhi chị nhi uống cái này dùm cho em xong chị nhi lên youtube chị nhi nói nhi, chị nhi uống cái này nó tao giọng như miệng nhông mặt nó luôn á trong cái tao không uống gì hết tao không muốn nhìn hết á em chỉ vì uống nước lọc được chưa em chỉ vì uống nước lọc và ăn rau không ăn những cái thứ chiên xào nhiều không ăn những cái thứ đường nhiều vậy thôi công thức cực kỳ đơn giản đừng làm màu đừng làm quá bất cứ cái gì lên hết á và ai cũng sẽ lão hóa ai cũng sẽ già chúng ta rồi ai cũng sẽ già ok chị còn sẵn sàng để được già nữa già là một cái nét đẹp gọi là lão hóa theo kiểu nhìn chị nghĩ là đẹp lão là cái mà chúng ta cũng nên hướng tới chứ tại sao con gái lại sợ già chị không biết tại sao tụi em lại sợ già tụi em sẽ không có trẻ cả đời được ok cho nên là tụi em phải 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 nạp kiến thức vô trong người mình để mình già mình ở mình vẫn tự tin mình không cần anh nào mình cũng tự tin chứ đường nào mày cũng già thôi và đàn ông nó thấy gái trẻ thì nó lại nó lại đam mê là cái chuyện bình thường đừng có đừng làm quá về cái chuyện dinh dưỡng em càng đơn giản rồi như việt nam mình ăn như vậy là heo tì rồi rau lục rồi rau rau sống rồi thịt lục cá sống chẳng qua bây giờ tụi mày giả ra một đống loại đồ ăn vặt rồi tụi mày gửi qua cho tao này kia kia nọ trời ơi không có đâu em ơi không cần không cần phải không cần phải làm quá cho cái chuyện dinh dưỡng vậy đó đó là cái niềm tin của chị giờ còn tụi mày thích mua thì tụi mày mua tụi mày dư tiền thì tụi mày mua đừng có hỏi chị nhi chị nhi có mua không cậu trả lời của tao là tao không mua ok có cho không tao cũng không có xài được chưa vì tao không có tin như cái đó giờ tao vẫn rất tin vô những cái ăn như chị nhi nói khỏe khỏe lắm khiên một lần hai anh <cười> <cười> chị nhi khiêng lần hai anh ạ à. chị nhi đó khiêng anh nào đó mà anh nào cũng muốn khiêng chị nhi hết anh nào đi vô đây cũng nghe khiêng chị nhi hết khổ lắm trung đâu có muốn khiêng ai đâu trung mà trai nó cứ bu miết vậy đó khổ lắm khổ ơi là khổ à đúng rồi không ăn đường nhiều thì mình lâu dài chút xíu trân nói đúng á tại vì khi mà chị làm cho ở trong uh, hãng lớn và chị được học về da cái chất mà nguy hiểm nhất cho da em nó không phải ánh sáng mặt trời mà nó lại là đường, cho nên tụi em bớt ăn đường lại, bớt uống trà sữa lại nghe không? ăn đường những cái loại đường mà tốt ví dụ như trong trái cây tự nhiên của em thì được, đừng có ăn đường mà đường dạng như đường mà một đống trong bánh ngọt này kia, kia nọ những thứ đó là những cái thứ mà tụi em diệt sẻ ảnh hưởng đến da của tụi em nhất là cho con gái vậy thôi. Tụi em đừng có quan tâm quá nhiều những cái thứ Ê, chống nắng bôi cái này cái tao không bị bôi chống nắng luôn tao thiệt tao đen như một cái, cái kiểu như là nâu luôn nè mấy đứa nhìn thấy chỉ mấy mấy đứa thấy không nữa nhưng mà chị không có trắng nha không chị rất là nâu á chị nâu theo kiểu mà uh, không biết giải thích sao nâu bánh mật đại loại như vậy tao về việt nam mà tụi mày thấy tao nâu nâu tụi mày đừng có kiểu chị nhi em thấy trên youtube em tưởng chị như trắng đó. tao không có trắng ta không có trắng nè đó nâu thấy không đó da của chị như là màu vậy đó chị không có trắng đúng không ừ. rồi khỏe là được rồi sao da nâu mà đẹp mịn màng da nâu đẹp mịn màng là do chạy thể dục đi giăng nắng phơi biển làm sao để mà đổ mồ hôi nhiều vô con gái châu á mình là phải như vậy hiểu chưa với lại cái gu đàn ông của chị á không phải đàn ông châu Á cho nên chị không có thích dưỡng trắng nè mấy đứa thấy tay của chị không biết cái tay gì đeo đồng hồ mấy đứa thấy rõ rõ nè cái đây là cái da tay của chị thì nó trắng hơn cái da đây của chị em thấy không okay. chị không có em mà tập thể dục thường xuyên á da của em nó sẽ bóng mịn và nó sẽ nhìn săn chắc khỏe lắm chị không biết sao kỳ gì nữa chị càng đi nắng thì càng chạy thể dục da chị càng đổ mồ hôi á thì da chị càng săn chắc cho nên tụi em cứ kêu là chị Nhi nhìn chị sexy quá đó chị Nhi chẳng làm gì hết đó chị Nhi chỉ có chạy thể dục thôi ok em ở nhà à, mấy đứa mà ở với chị lâu mấy đứa sẽ thấy cái lịch của chị chị không có thời gian đi làm đẹp như người ta okay, mặt của chị lâu lâu chị xong mặt xíu rồi xong tao tao, tao tao chỉ mê học với tao chí mê kiếm tiền cái <laughs> đó là cái niềm đam mê của tao mỗi ngày mà tao không học là tao cảm thấy không có được à, à, giỏi cho nó à nói về chuyện kiếm tiền mới mua cái kính này, này cho tụi mày ngó ready chưa trân nè trân 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 kem trân vô đây nè mới mua cái kính được chưa chuẩn bị chụp hình nghe cô gái triệu đô chụp hình nghe không chụp hình chụp nhiều nhiều vô xí nghe không ok rồi trân trân chụp hình gì Nhi. tiền không chụp chưa chụp rồi phải không đó không chơi thì thôi chúng ta chơi là chúng ta phải chơi như vậy <laughs> biết mua chị không mua để chuẩn bị sinh nhật chị Dennis tuần sau sinh nhật chị Dennis tối lên mày mẹ liền phải không tao biết rồi tao biết tụi mày me với cái này bởi vậy tao đưa liền tao kẹo má mấy đứa này nó chuẩn bị nó nhào <laughs> ui em khoái vậy nha khoái vậy có kính tao còn có cái khác nữa nè có cái nữa này cho ngó nè chụp kính xong rồi phải không? kính xong rồi phải không? cái thứ hai nghe không? rồi chuẩn bị chưa? chuẩn bị chưa? bảy sắc cầu vòng nghe? Ok. chụp đi, chụp cô gái bảy sắc cầu vòng đi, được chưa? trời ơi rất sắc xuất sắc, chúng ta có nhiều, chúng ta có <laughs> trời ơi không chơi thì thôi chúng ta mới chơi lạnh như vậy chứ chúng ta, phải, chúng ta phải chơi như vậy chúng ta mới nổi được chứ còn chơi mà chơi sơ sơ làm sao mà nổi được không không nổi được chúng ta không nổi được nghe không rồi không phải kính của eva đứa nào dám nói kính của eva kính của tôi kính của tôi đồ hiệu đó nghe chưa đồ hiệu kính của tôi eva nào ở đây eva không có cửa tôi mua có hai cái tiếp ở đâu ra bà nội hết rồi đâu họ muốn chết luôn mà cũng chọc cười cho được cái này con Trân nó me thôi tại nó sắp có me me rồi nó thích lắm Đấy không mai mang đi biển Ừ được chắc chị cũng... chị tính đi Halloween mà nó hết mẹ nó Halloween e <laughs> đồ hiệu nghe kính đồ hiệu Đường Hoàng hiệu shopee đồ yêu shopee có đồng chứ mấy 20 ngàn không hai chục ngàn cái kính trời ơi mua chi cho mắt mua hai chục ngàn được rồi chơi là phải chơi như vậy nghe rồi <laughs> rồi chơi tiếp rồi nó nó thấy trợ bonus xem cái kẹp anh trường nói tới kẹp anh trường là muốn chảy nước mắt à, nóng trong người quá tại sao tại sao tụi mày nói kẹp chi cho tao tụi mày nói kẹp chi tao tao nóng trong người vậy <laughs> sáng mai mà tao tắt tiếng là tại tụi mày nghe không kẹp của thằng trường tao đưa cho viện dưỡng lão viện bảo tàng hết rồi nghe không ờ. nút nước, nước đâu hỏng ờ, chơi là phải chơi shopee thôi giờ chơi cho shopee chứ chơi cái gì mấy cái khác rồi rồi cái tiếp chị ơi chị chia sẻ về kinh nghiệm nuôi con giúp con tự tin khi con chuẩn bị đi học nước ngoài em cho con đi úc lo bé bị sốc văn hóa chi nguyễn ừ. à, em không biết là con chị không biết là con của em bao nhiêu tuổi kể okay, nhưng mà chị sẽ kể cho em một vài những cái người mà du học sinh mà chị được gặp ở bên sinh có những người người ta đúng là cô chiêu cậu ấm gọi là công tử ở việt nam à, người ta qua đây người ta không có chịu nổi người ta qua đúng 6 tháng người ta đi về là người ta về luôn người ta không qua lại nữa tại vì em biết khi mà em ở Việt Nam mà được uh, gọi là công gọi là công chúa với hoàng tử gọi là ở nhà có người giúp việc hầu hạ bưng lên em chỉ việc ngồi mà cái phòng ở Việt Nam nó bự hay không nó bự chà bá nó chả nó 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 rộng rồi nó kiểu như có giường rồi em út tới rồi bồ tới rồi đại loại ba má dễ lắm còn khi em đi qua bên Singapore em ở trong một cái phòng rất nhỏ Okay. Đối với mấy đứa nhìn thấy cái nhà của chị như vậy Ở Việt Nam đối với tụi em là chuyện bình thường nha Nhưng mà ở bên Sinh mà ở được một cái nhà bự như vậy á Nó rất là mắc Ai mà ở Singapore sẽ biết chị nói cái gì ok Ở Singapore tất đất tất vàng Ở Singapore một cái căn chung cư ở bên này rất là mắc Đừng có nói tới chuyện lại mở hai ba phòng ngủ Trời ơi Cái căn này mà ở trung bình ở Singapore em sẽ tốn rất là nhiều tiền để mở Chị nói sơ sơ như vậy thôi rồi khi mà nó không phải nhiều đất như ở Việt Nam mình cho nên là khi mà tụi nó mà là cô chiêu cậu ấm mà tụi nó qua đây á, tụi nó ở mà tụi nó phải ở tầng mà giống như ký túc xá á, em trung bình tụi nó thuê một phòng mặc dù là cô chiêu cậu ấm ở Việt Nam nhưng mà đi qua sinh với cái số tiền đó em cũng không ở được nhiều đâu Ok mỗi tháng em phải trả 20 triệu tiền thuê nhà tại vì một ngàn máy một cái giường Okay. thì trong phòng đó em mở tới 5 người nữa tức là 6 người 6 cái 6 một cái giường tầng là có 3 tầng vậy đó thì em ở một trong những cái tầng đó thì AC như ký túc xá ở Việt Nam có thấy gì hết và em phải trả tới 1.200 cho tới 1.300 tức là 20 triệu là thuê nhà thôi chưa kể đến tiền ăn uống sinh hoạt chi phí đi lại trung bình một cái học sinh mà ở Singapore theo cái mà chị biết và chị được nghe và chị được trải nghiệm và chị được hỏi nha thì trung bình khoảng 2.000 trở lên chưa kể tiền học Tức là trung bình mỗi tháng ba má em đã phải tám tốn cho em gần 80 triệu để ở xin Và em phải ở như là ở Sài Gòn mà theo kiểu chui chui rút rút á Thì chị hỏi em là nếu như em không có đủ quyết tâm và quyết liệt á Em ở đây em đâu cạnh tranh lại mấy đứa ở đây em Nó có ba có má ở đây, nhà nó có ở đây Nó có tiền của chính phủ bảo trợ để đi học Trong khi những người đi du học qua đây người ta phải học quyết liệt hơn người bản địa nữa Ok um. rồi Chị cũng tìm được những người thành công trong cái chuyện đi du học đó à, Ví dụ như một trong những cái người mà đang thuê nhà của chị Thằng nhóc đó dễ thương lắm uhm, Chị rất là thích nó Nó đi qua đây từ hồi cấp 2 Nó kể cho chị nghe là nó qua từ cấp 2 Rồi nó học uh, từ cấp 2 lên cấp 3 Rồi nó qua Mỹ nó làm Rồi uh, bây giờ nó lại vệ sinh Nó làm chức rất là lớn Thì có một lần chị hỏi nó một câu là uh, Hoa hoa em nói chị nghe hỏi sao em uh, Sao em em em, em em chẩn chạc được vậy tại vì không phải ai đi ra ngoài đường em gặp được người Việt Nam mà em có thể hỏi được cái câu đó tại vì đa phần những người Việt Nam mà đi du học là họ ghi vấp họ tự bỏ nhanh lắm mà nếu như ai trụ lại là họ quyết định họ ở luôn họ đi làm luôn và họ không có về Việt Nam cống hiến nữa tại vì họ giỏi quá rồi thì Hoa nó mới nói với chị một câu mà chị rất là thích nó nói là tại vì em trước khi em đi du học cấp 2 ấy, chị em mới thì chị ở nhà ba má bưng bún lên tới bàn để ăn luôn không có, không có thiếu gì hết và lúc đó em cũng hỏi bạn bè em xung quanh và ai cũng nói với em là mày đi một năm đầu mày đừng có về mày mà về là mày về luôn á là mày không chịu nổi và lúc đó em quyết tâm lắm chị một năm đầu em không có bay về việt nam luôn đến hết năm thứ hai ngày tết em không về luôn nó chịu đựng hai năm ở đất khách quê người, người người nó nói từ lúc đó em mới em mới bắt đầu em đi đi về về em không có còn bị cái cảm giác nhớ nhà với không có còn sợ lỡ ở nước ngoài nữa nó nói có những lúc em bệnh nó chị nằm một mình trên giường nhớ Việt Nam lắm chứ thèm được ba mẹ chăm lắm nhưng mà mình uh, biết sao được mình đi nước ngoài rồi mà nó nó là công tử đó nha mấy đứa nhà mà ba má mà cho tiền mà đi qua sinh mà học từ cấp 2 lại biết nhà là giàu cỡ nào rồi <laughs> ok nhà giàu ở Sài Gòn đó và bây giờ nó làm cho một cái công ty rất là lớn của Mỹ và đặt văn phòng ở Singapore thôi đại loại là cái câu chuyện chị đang muốn nói cho em nếu như em có con và sắp đưa con em đi nước ngoài em phải có đủ dũng cảm để cho con em được trải nghiệm nếu nó đi về cũng đừng có trách nó và nếu như nó ở lại và nó quyết tâm nó không đi về tết thay vì bắt nó tết về đi về thăm cha mẹ nhớ ba mẹ uh, kéo tại vì cái tình cảm của ba mẹ đôi khi là cái làm cho con cái nó không có tự lập được em phải để cho con của em dầm mưa giải nắng em phải để cho con của em được sống như một người bản xứ Ok, em phải để cho con của em được trải nghiệm như người địa phương thì nó mới bắt đầu trân quý cái cảm giác là ô, oh, mình tự lập, mình như những tại vì tụ phương Tây á em nó mạnh lắm. Nó ở một mình nó tự đem một cái ba lô nó đi du lịch, nó tự thuê nhà, nó tự ở, nó không có làm phiền ba mẹ. Và người Việt Nam mình đôi khi lo lắng cho con nhiều quá vô tình lại đẩy cho con mình trở nên vô dụng. Ok, hãy làm cái điều tốt nhất mà em có thể làm của một người mẹ là nếu em có tài chính lo được cho nó. Và nếu như con em nó quyết liệt là con không có muốn về quê thăm thăm mẹ ngày tết đâu tại vì con muốn tập để cho con ở bên này để cho con không có con không có bị chi phối cảm xúc để con có thể quen với chuyện đó thì hãy ủng hộ nó đừng có lên án đừng có bắt con phải về thăm đừng có phải uh, về nhà với thăm cha thăm mẹ và đừng làm những cái mà blackmail khống chế cảm xúc của tụi nó người việt nam mình đã đến lúc phải học cái cuộc sống đừng có khống chế con trẻ của mình bằng cảm xúc nữa Ok, nhi kịch liệt phản đối cái điều đó và nhi không thấy cái điều đó là một cái điều healthy bạn đang vô tình tạo ra một đứa trẻ vô dụng bởi vì cái sự ước ác ủy mị coi phim sến xúa quá nhiều coi phim hàn quốc quá nhiều coi phim việt nam quá nhiều và sau đó lại nói là tại sao cuộc đời mình khổ quá vậy tại sao số phận mình khổ quá vậy coi những cái phim mà làm cho cuộc đời mình đã khổ hôm nay còn khổ hơn á tại sao vậy <laughs> rồi xong mình tiêm nhiễm cái đó vô đầu con để cho con của mình nó nó khó để mà nó quyết liệt được trong cuộc đời đó rồi xong mình lại quay lại chửi ngược nó là nó thất bại nó là cái đồ vô dụng không nên không nên là bậc làm cha làm mẹ mình phải educate mình phải dạy mình làm sao để cho mình không để đưa ra sinh ra cho con mình trở thành những cái phần tử những cái thành viên những cái con người thiếu trách nhiệm ok yểu ờ, yếu điệu vô dụng hay là yếu kém nhi hoàn toàn không ở đồng ý và nhi lên án cái chuyện đó một trong những cái mà nhi rất là thích ở bên sinh đó là nó bắt con trai 18 tuổi tất cả phải đi nghĩa vụ quân sự hết dù em có đang ở nước ngoài nó bắt em về em không về em đi nghĩa vụ quân sự nó bắt em đi tù ok thì cứ ngay có luật pháp của họ quyết liệt với cái chuyện tập cho con nít trở thành một cái người trụ cột của quốc gia trở thành một người đàn ông của gia đình tập cho con nít bước từ cái tuổi vị thành niên đi qua một người lớn là em không có cha mẹ cái bên nữa nó bắt em vô nghĩa vụ quân sự là nó nhốt em trong đó ok nó bắt em đi leo, leo núi lội đèo nó có một cái hòn đảo ở sinh em nó tống mấy thằng đó vô đảo đó nó cho mấy thằng đó tập dược như thể là đang có chiến tranh ok và bây giờ nó còn mở cho cả con gái luôn tức là con gái mà muốn được đăng ký đi cái đó em nên đi đi cho biết và chị chị đó thiệt nha eva mà muốn nó muốn đi tao cho nó đi đó phải đi đi để cho em trưởng thành ok đừng có khống chế cảm xúc con nít nữa mình lớn hết rồi đừng chơi trò đó nữa chơi trò đó lầy lắm nha được không rồi người lớn nếu như em đang sẵn sàng để cho con em đi nước ngoài hãy cho nó đi gian rộng vòng tay mở cơ hội cho nó nha đừng có đừng có làm quá cái chuyện đó hãy để cho nó được trở thành một người một đứa trẻ như phương tây à, thùy linh chị ơi em có bé 3 tuổi ngày trước bé chị bé chi 3 tuổi là eva đó chị dạy cho bé những gì ừ. À, đối với chị 3 tuổi là nó vẫn còn rất là sớm à, để mà em dạy được những cái gì chị nghĩ là cái mà từ rất nhỏ chị dạy cho Eva là chị làm hình mẫu cho bé thôi. Nếu mà mấy đứa coi lại cái video cũ em sẽ thấy lúc mà chị tập thể dục Eva cũng tập với chị rồi à, từ nhỏ là chị nấu ăn chị cũng sẽ để eva làm rồi khi mà chị bắt eva dọn dẹp đồ chơi chị bà tập cho bé cái individual nhiều hơn tức là cá nhân nhiều hơn và cũng một phần chị nghĩ là uh, chị rất là mở lòng để học ok nên khi mà chị đi lên trường eva chị nhìn cái cách cô giáo dạy eva chị cũng hỏi chị cũng hỏi là uh, những cái gì mà cần phải dạy ở cái độ tuổi này thì họ, họ thường hay nói là uh, những cái rất là đơn giản thôi dạy cho bé tự vệ sinh cá nhân nè cầm tay bé để cho bé biết làm rồi sau đó bé tự làm những cái nhỏ nhất mà em phải bắt đầu đó là đừng có làm giùm cho con nữa. Con nó sẽ làm chậm, con nó sẽ vụng về, con nó sẽ ăn rớt ra ngoài, con nó sẽ uh, đái cũng sẽ đái trong quần rồi đái trong quần ị trong quần. Con của em khi mà tập nó sẽ có những cái đó, đừng có bực tức với nó. Cho nó cái cơ hội để cho nó được làm sai mà em vẫn ở đó và cầm tay nó thôi khi chị nấu ăn thì chị sẽ nói cái Eva con có muốn đánh trứng phụ mẹ không cầm tay nó cho nó đánh xong rồi đến lúc nó tự đánh nó sẽ đổ tài le từ lùa hết xong rồi cho nó lột trứng đừng có khen là wow Eva giỏi quá mà nói là u bây giờ mình có trứng ăn với nhau rồi con có thích cái hoạt động này với mẹ hay không rất là quan trọng trong cái chuyện là khi em dạy con em phải quan tâm đến cái chuyện là con em nó đang nỗ lực mỗi ngày và em phải động viên cho cái sự nỗ lực của nó, em phải bắt đầu nói những cái câu, những cái từ làm cho con em thấy nó có động lực để nó tiếp tục làm những cái đó. Từ một đứa trẻ 3 tuổi để cho nó tự tin tại vì Eva có những lúc nó đi học và nó nói mẹ con không có đẹp gái bằng bạn này, rồi bạn này có đầm công chúa. Em biết tới cái tuổi đó là tụi nó đã bắt đầu so sánh rồi thì chị mới hỏi Eva là con nghĩ là những cái cái đầm công chúa này nó có cần thiết là làm cho con happy không lúc nào nó cũng sẽ nói nó nói là có chứ mẹ mình phải có mấy cái đầm này thì thì con mới vui con mà không có cái đầm elsa là con không có vui chẳng hạn thì mình phải phân tích cho nó hiểu là ok vậy còn những cái bạn trẻ ở châu phi chẳng hạn mở video cho nó coi tại vì mình không có đem nó đi châu phi được bây giờ là internet mà rồi mở những cái bạn trẻ việt nam xong gì hỏi nó và những cái bạn này không có đầm ok nhưng mà con có thấy cái nụ cười trên môi của họ không con có nghĩ cái đầm đó nó đưa ra cái quyết định được là con là người hạnh phúc hay không vân bé sẽ tự có câu trả lời nhi thấy cái chuyện mà làm cha làm mẹ bây giờ họ đẻ ra xong á họ chỉ đưa cái chuyện cho con ăn cơm như hồi xưa ba má mình làm là một trong những cái điều mà nó không có còn đúng và nó không có còn hiệu quả nữa tại vì con nít bây giờ nó rất là thông minh ngoài cái chuyện em chăm lo đến cái chuyện ăn uống ngày ba bữa của nó em còn phải quan tâm đến cái cảm xúc của nó nữa ok và để quan tâm đến cảm xúc của con em phải đủ kiên nhẫn để em ngồi em nói chuyện với chị và chị nói với em nhiều hồi nó là một cuộc nói chuyện rất mệt mỏi tại vì khi em nói chịu một đứa trẻ 3 tuổi và nó chưa hiểu gì em vẫn phải dùng những cái từ tiếng anh nó gọi là big word tức là những cái từ như người lớn ok để cho nó phải suy nghĩ để nó phải suy nghĩ là ủa cái từ này có nghĩa là gì rồi xong nó sẽ, khi mà mình nói cái từ đó xong rồi mình vận dụng nó mình làm nó mỗi ngày rồi ví dụ như ví dụ nó muốn lấy một cái gì đó cái xong mình hỏi nó là à có phải ý con là cái từ uh, ví dụ như conservative cái nó sẽ không có hiểu conservative là cái gì có nghĩa là kỹ lưỡng chỉnh chu nó nói nó tại sao mẹ phải nói là ý mình là conservative cái xong em dùng lặp đi lặp lại từ đó hai ba lần con em nó sẽ nhớ chẳng hạn rất nhiều những cái thứ nhỏ 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 mà từ 3 tuổi chị đã dạy cho và mấy đứa có thể nhìn thấy Eva ngồi ở đây <laughs> 5 tuổi À, chuẩn bị hai tuần nữa là sinh nhật bả 5 tuổi là bả mới có 4 tuổi mấy gần 5 tuổi mấy đứa sẽ nói là ô chị ơi à, nó 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 Eva nó nhìn nó chuẩn chạc hơn so với, những cái em bé Việt Nam khác không biết 4 năm tuổi đã làm được gì chưa ví dụ như vậy à, thì chị đối với chị chị không có so sánh con nít với nhau chị chỉ nói là nó là cả một quá trình ví dụ như con của chị Vân bây giờ mới 2 tuổi mà con bé Emily nó giỏi cái trụ nó ăn nó tự ăn nó ăn đứt ba anh em nó luôn nó là ăn đứt Eva rồi Thomas Nicholas, tất cả luôn tại vì sao tại vì nó được nhìn thấy anh chị của nó ăn sao thì bây giờ nó còn nhỏ nó nói nô no, đừng cứ đừng có đụng vô đồ ăn của con con tự đút ăn luôn tại vì monkey see monkey do để cho con nít nó được gần với những đứa trẻ cũng lanh lẹ cũng giỏi và cũng curious tức là tò mò và khi con nó tò mò phải nói chuyện với nó như người lớn ok mọi người sẽ thấy cái cách như nói chuyện với eva như người lớn nha nhi không có nói chuyện với eva như nít và từ nhỏ nhi đã nói chuyện như vậy rồi ok rồi dạy từ độ tuổi nào cũng vậy bắt đầu tôn trọng con và nói chuyện với con như một người lớn thật sự thực thụ rồi má đau hỏng quá cho uống miếng nước nghe mấy đứa nhấn like chưa để tao đeo kính tao đi đếm like đây dạo này đi đếm like là phải đeo kính tiền vô nhìn nó mới ngầu chứ còn giờ đeo kính thường thường là không được tiktok thấy bữa nay chị nhi đẹp gái không tiktok cô gái triệu đô đó nha tao đi đếm like đây em like tại sao tại sao hơn 500 con người coi mà chỉ có ba trăm mấy trời ơi không nhấn like cái livestream thì nhấn like cái cặp kính không nhấn like livestream thì phải nhấn like cặp kính trời ơi cặp kính này mà chẳng lẽ không đáng giá được like mấy người kỳ cục vậy nhấn like đi like cho cái cặp kính like cho cái cặp kính kính đẹp nhấn like nhanh đẹp phải không tôi biết tụi mày khoái lắm thêm cái quạt nữa trời ơi khỏi phải nói hoặc ba tiêu nữa đúng rồi lại đi nhanh lên 500 mấy tao mới trả lời tiếp nghe không giờ model mô đen của kiểu Việt Nam mình là không có thể nào mà bằng gì nhi được hết á bây giờ mô đen là phải như vậy đúng chưa màu đen là phải vậy nè mới gọi là đen trời ơi like like cho cái kính thôi không cần like cho bà nhi bà nhi cần đắt gì like tại sao chưa được 500 tao đang đợi 500 like tiktok đi qua nhấn like đi đi nhanh lên trời ơi mày chia tay mày buồn mày thấy chị nhi là mày hết buồn nè chỉ cần tiền và chỉ cần cái quạt ba tiêu cuộc đời của em sẽ không còn buồn nữa trời ơi buồn cái gì trên đời này đâu có thiếu đàn ông trời ơi kéo nhanh lên nhanh 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 nóng quá nóng trong người nóng trong người à để để chụp hình chụp đi trọng ơi chụp chụp được chưa chụp nhiều nhiều vô nghe không chụp sao phải đẹp đẹp nghe không chụp nhiều nghe chụp đẹp nghe trời ơi em tụi việt nam nó khoe tiền khoe đồ là thường rồi giờ em khoe là em phải khoe lên cũng cái mặt em vậy luôn nè người ta mới biết không người ta không biết trời ơi ủa vậy vẫn tại sao vẫn chưa được uh, cái gì rồi vẫn chưa được năm uh, trăm vậy đợi nãy giờ vẫn chưa được 500 vậy Kỳ vậy à mua thêm kính chạy đèn led hả. ok 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 được 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 cảm ơn ngọc ánh đã cho chị một cái lời khuyên chị sẽ đi kiếm đèn led chị mua để chị mua kính đèn led gì mua trời ơi không hề biết là có kính đèn led luôn á nhờ nó nói xíu nữa ta đi mò xíu nữa ta đi mò ta đi mò kính đèn led ta mua hmm được 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 yeah. thêm cái súng à, trời ơi thái thiện tạ em thiệt là thông minh súng bắn tiền tại sao chị lại không quên chị lại quên đầu tư cái đó nói làm liền ghi ra cái nốt mấy đứa ghi nốt cho chị admin của chị assistant của chị đâu ghi nốt ra để xí tao, ta mua mua đàn giật giật rồi mua cái súng bắn tiền rồi được rồi để tôi xí tôi mua nghe xí tôi giờ tôi mua rồi xí từ giờ tôi mua tớ thích quá cảm ơn mấy đứa mua gì nữa mua gì nữa nói tiếp nói tiếp nói tiếp mua gì nữa mua gì nữa nói tiếp nói tiếp lỡ shopee rồi shop luôn ok black friday mà mua luôn mua luôn lần ok tụi mày bắt trước mua kính đi trang tao tao không chịu đâu nghe không không được cái kính nó của tao bông tai đeo đèn led ok chơi luôn kính đèn chạy chữ như lê ơi rồi cái kính đèn chạy chữ là cái kính gì tụi mày phải gửi đường link qua tao mới biết đi vô nhi chat gại thả đường link nghe để xí, để biết xí đi mua nghe nghe không dép lào có rồi trọng Chị có dép lào trong chống tre có luôn rồi Eva có mua quả bóng đèn led bảy màu như trong ba có luôn mà tao không mở đó chứ noel ờ ha chị cũng nên trang trí cái cây noel kế bên cho tụi mày ngó mua dây xích to đùng chơi vậy trời ơi mua dây xích to đùng chứ giấy tổ ong ở ừ, giấy tổ ong tao không có giấy tổ ong chắc phải mua việt nam qua mua bộ đồ cung vịt đi chị ơi bộ đồ cung vịt chứ mày má nóng thấy mẹ lông mi giả có lông mi giả có giấy tổ ong lần tới gửi đi rồi rồi khuyên tay nhấp nhánh rồi biết luôn rồi giờ tao biết là tao chuẩn bị mua cái gì để tao quẩy với tụi mày rồi đó cây mai có rồi chưa tới tết để chân thôi chứ mai như mua rồi Nhi có cây rồi à cái sừng tuần lộc mua luôn rồi chứ giao thôi <laughs> rồi tụi mày góp ý toàn những cái ý tưởng tao đã có rồi mua đầm công chúa má tao quấn mày chết nhìn nhà giáo từ lúc nào mày thấy tao mặc đầm công chúa đầm công chúa đầm công chúa chú chú chúa, chúa. chúa. tao lâu câu cái tiếp <laughs> câu kế tiếp tới đâu rồi trời ơi câu hỏi đã đọc tới đâu rồi không biết luôn á mua búa ờ ừ, đúng rồi mua cái búa đi quyền trượng trời ơi tụi mày mua tốn tuần lọc thôi mấy ba mấy máy dần được rồi đó dần được rồi đó vừa vừa rồi, thôi tụi mày muốn làm nhà tao như cái chùng hả trời đất ơi thôi chân nớ được rồi mấy nè chân nớ được rồi mấy đứa này nó điên chẳng lẽ giờ tao đi mặt chẳng lẽ giờ tụi mày muốn tao đi mặt đầm đám cưới ở đây luôn hả trời ơi vừa vừa thấy phải phải thôi tiếp Ngọc Đoàn, chị cho em hỏi muốn chữa lành vết thương tinh thần cho con vì chồng em đánh mà con em cứ nhớ hoài, em không biết phải làm sao. Ờ, con em bị bạo lực mà em vẫn còn cho nó ở chung với người cha như vậy thì em không có chữa lành được đâu em ơi. Cái okay. em chỉ có thể em chỉ có thể chọn là em nếu em muốn tiếp tục ở lại với người đàn ông này thì con qua em sẽ tiếp tục bị tổn thương cho đến khi nó 18 tuổi và nó chịu hết nổi nó bỏ ra khỏi nhà và nó đi ra đường và nó sẽ chọn cái cuộc sống của nó hoặc là em chọn để cho con em được sống thoải mái và bình yên và không có bị tổn thương tâm lý nữa thì em phải hy sinh cái mối quan hệ đó tại vì chị sẽ không có chấp nhận một cái người đàn ông mà ở nhà và bạo lực tinh thần và bạo lực tinh thần với con của em đâu chị có thiệt giờ chị thằng chồng cũ của chị có nói gì thì nói á có một cái chị phải để cái chữ là chết ảnh không có đánh con anh không có đánh con ảnh cũng không có anh không không có làm những cái chuyện mà đồi bại với con của mình ta chút tới là chưa có thấy ok chứ chị không biết là sau này nó có điên hay không bây giờ thì nó điên uhm, thì rất là quan trọng trong cái chuyện là em phải là mẹ thì em phải bảo vệ con em và em phải bảo vệ con em thì em phải biết được là cái trách nhiệm đôi khi mình phải hy sinh cả cái người chồng của mình để mình bảo vệ được cho con của mình ok chứ đừng có đừng có nghĩ đến cái chuyện là đơn giản là ờ uh, mình cứ ở như vậy rồi mình giải chữa lành cho con và mình nói với con là không sao đâu con ơi sẽ ổn thôi nó không bao giờ ổn hết đó em cái đó là cái xạo em đang nói xạo con em làm sao ổn được em đâu có ở trong vị trí của nó em có bị đập không em đâu có biết được cảm xúc của nó cô cái không thế nào ổn được em và chính chị cũng vậy chị lớn lên chị cũng hận ba chị lắm tại chị cứ hay nói là ba chị ăn hại ba chị không có ba chị không có làm cho con chăm lo cho con cái ba chị không có nhu nhược ba chị hiền có sai cái chị nó không có sai không có đúng gì hết chị, chị 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 đang phân tích là em không biết được đứa trẻ đó nó sẽ trở thành cái gì ok là một người mẹ em chỉ có thể làm cho nó cảm thấy là em là cái nơi an toàn để cho nó quay trở về em là cái nơi để cho nó cảm thấy là a à, mình có một cái nơi gọi là nhà, mình có một người gọi là mẹ. Tại vì um, con của em Chị không biết là con trai hay con gái nhưng mà là con trai hay con gái thì nó cũng là con người và nó chị không có đồng ý với cái điều mà đánh con hay là dạy con bằng vũ lực tại vì nói thẳng luôn cho đến thời điểm bây giờ nha. Chị nghĩ mà cái mà chị tự hào nhất và chị nghĩ là chị xuất sắc nhất đó là chị rất bình tĩnh trong cái chuyện là dạy con chị chưa có đánh này và một cái nào hết cho đến thời điểm mình ước là tức là có điên con có điên nó cỡ nào chị cũng sẽ tách nó ra nó ở trong phòng của nó chị ở phòng của chị để mà tụi chị không có nói chuyện với nhau chứ chị sẽ không bao giờ đánh này và tại vì cái cảm giác lúc nhỏ khi mà trải nghiệm cái chuyện mà bị ăn ăn cây rồi mấy đứa biết hồi xưa bị đánh ở Việt Nam mà bị đánh bằng cây roi gai á roi may là bình thường rồi Mấy đứa biết cái cây chanh ấy, mà nó có mấy cái gai ấy. Hồi xưa chị Nhi bị đánh roi gai luôn chị Nó ám ảnh mình cho đến bây giờ luôn Rồi xong rồi bị quỳ sơ mít Sơ sầu riêng uh, Những cái cảm giác đó Nó ám ảnh cả đời Và em không có nên Tiếp tục để cho con em ở trong cái môi trường Độc hại như vậy Đó là cái lời khuyên của chị cho em Đừng có kêu chị Nhi suối em bỏ chồng nha Nhưng mà chị Nhi muốn hỏi là cái gì là cái mà Tốt cho con của em ok chứ còn cái chuyện mà ba nó cứ sỉnh nhưng mà đè nó ra đánh hoài như vậy và em dung túng những cái chuyện đó em vô tình là một bà mẹ mất dạy đó vậy thiệt á ok vậy thì trang trần từ hai nền văn hóa ngôn ngữ song hành bắt buộc là tiếng anh tại sao có nước phát triển và tại sao có nước thuộc lùi ạ à? ví dụ như singapore và philippines em ước người việt nam mình ai cũng có tiếng anh thì họ phát triển ừ, một câu hỏi rất là hay ok trời ơi má câu này hay nè uống miếng nước cái trả lời nè chị nghĩ như thế nào về ngành sư phạm mà ngành sư phạm của em sắp chết rồi vậy thôi những cái con như tao sẽ lên làm cô giáo những cái con như mày sẽ đi về nhà nuôi heo chung đi lâu trùng bò dọn trùng bò vậy thôi tụi mày nói tao coi thường tụi mày kệ mày tụi mày tao không quan tâm bởi vì tao biết ngành sư phạm của tụi mày sắp chết mẹ hết rồi tụi nó cấp học tụi mày tụi nó đi vô đây coi livestream tao tụi nó không có đi học tụi mày nữa đâu được chưa mấy cái người thầy cô giáo mà gọi là đáng kính ok một là thay cách dạy nâng cấp bản thân lên làm sao cho con nít nó muốn học còn hai thì chấp nhận đi con nít giờ nó khôn lắm nó sẽ đi tìm thầy mà học Rồi, câu hỏi tiếp. À, em cho chị một cái ví dụ mà chị thấy rất là hay đó là tại sao cũng một hai đất nước cùng học tiếng Anh nhưng mà Philippines thì cái số lượng người đi làm uh, công nhân nước ngoài hoặc là họ làm về uh, họ làm về cái gì? Họ làm về y tá, rồi họ làm về uh, uh, phụ bán nhà hàng và vân vân và người singapore thì lại là những cái người mà top hàng đầu trên thế giới và làm những cái nghề mà cao cấp hơn trong khi cả hai quốc gia nó cùng học một cái thứ ngôn ngữ gọi là tiếng anh nó vẫn giữ tiếng bản địa của nó nhưng mà nó học thêm một thứ tiếng gọi là tiếng anh ok chị sẽ cho nó một cái ví dụ như vậy để cho dễ hiểu à, có một à, có hai ngôi nhà nọ là hàng xóm của nhau kể chuyện này kể chuyện này kéo ghế vô cái chuyện này kéo ghế vô, ok, thì hai cái nhà hàng xóm này một ông thì ông cha này ông quyết định ông nói với con của ông là con đừng có nói tiếng mẹ đẻ nữa, con hãy học thêm tiếng Anh đi. Nhưng mà thay vì học xong tiếng Anh á, đừng có nghĩ đến cái chuyện là học tiếng Anh xong rồi đi làm chân tay cho cái ông địa chủ kia nghe không? Uh, dành thời gian của con để học máy vi tính đi Học máy vi tính, học công nghệ, học về tiền, học về ngân hàng đi Rồi uh, sau này khi mà con đớ, lớn lên, con đủ tuổi á, Thì hãy đi qua làm trong địa chủ đó Đừng có nớp đi làm trong địa chủ làm cái gì Còn phía bên này một cái người cha thứ hai Ông đã cũng rất là nhiều con Ông mới nói với con của ổng là cũng y như vậy Học tiếng Anh đi con, học tiếng Anh đi Tại vì chỉ có tiếng Anh thì con mới được đi vô nhà ông địa chủ ổng vừa mới cho con ông học ổng học tiếng anh xong có ổng nói là một câu nữa nhưng mà bây giờ ba cần tiền gấp lắm cho nên con đi qua bên nhà ông địa chủ liền đi con không cần học gì nhiều con chỉ cần học tiếng anh thôi con đi qua bên kia liền đi rồi xong con sẽ kiếm tiền rồi con được bao nhiêu tiền con đem gì đây cho cho ba con nuôi bà bên này người cha bên này người ta chỉ tập trung vô kỹ năng người ta nói tiếng Anh nó chỉ là cái ngôn ngữ thôi, có hãy tập trung du học về máy tính nữa, có hãy tập trung du học về tài chính, hãy tập trung du học để làm luật sư, hãy tập trung du học để làm những cái ngành nghề cao, tay nghề cao những cái ngành nghề mà hiếm kiếm được nhân tài. Còn bên này, người cha này người ta vội, người ta chỉ cần tiền. Người ta sẽ nói là con đi học cái đó đi rồi xong rồi con có được bao nhiêu tiền con đem về đây cho ba, được chưa? Nó cũng tương tự như vậy với mỗi cái quốc gia. Khi một quốc gia mà em cho người dân trí đó được ở với một người lãnh đạo như thế nào. Thì cái kết quả của người dân nó là reflex hay còn gọi là cái phản chiếu được cái kết quả. Okay. À, chị nghĩ Singapore như bác Lý Quang Diệu đã nói và chị Nhi cũng công nhận là ông nói đúng. Có nhiều yếu tố tạo nên thành công của Singapore. Một trong những yếu tố đó là như em nói nhân con, con người. Okay. Nhưng mà cũng vì Singapore nhỏ cho nên dễ quản và cũng một phần nữa bởi vì người Singapore người ta không có tài nguyên về thiên nhiên nhưng mà philippines có tài nguyên về thiên nhiên người ta có uh, có khu du lịch có nước uống có uh, thủy hải sản để ăn người ta có rừng người ta có đất singapore không có gì hết cho nên có những cái yếu tố làm cho con người người ta driven người ta khát khao được sống người ta không còn một cái sự chọn lựa nào khác bởi vì ví dụ như ở philippines em học tiếng anh ra mà em không có em không có khả năng để em học những cái skill hay ngành nghề cao đó. em đi về nhà em làm ruộng còn được. Ở xin không có ruộng để làm. Ở xin không có bò để chăn. Ở xin cũng không có một gọi là nguồn nước nào để uống hết. Ở đây nó lấy nước đái của tụi vậy nó làm nước rồi cho tụi chị uống lại. Ok thì em phải hiểu khi em ở một cái đất nước mà không còn gì hết á thì ngôn ngữ nó không đủ. Ngôn ngữ không không đủ. Người ta bắt buộc phải học những cái skill Những cái kỹ năng Để cho họ có thể sống sót được Với thế giới Và đó cũng chính là lý do tại sao Cũng là hai đất nước nhưng mà khi họ Học tiếng Anh Một nơi có một cái nhà lãnh đạo Định hướng được và hiểu rõ được là À người dân của mình mà không đi theo con đường này Họ sẽ chết, họ không còn một đường nào khác hết Họ không có bò để chăn, họ không có ruộng để làm Họ không có heo để nuôi, họ không có gà để thả trùng Họ không có một cái gì hết họ chỉ có một và một thứ duy nhất đó là con người thì họ phải dùng hết cái sức người để nạp kiến thức cho trong này để bắt đầu đi làm máy tính để bắt đầu đi làm những cái cấp việc mà cao cấp dùng não ok rồi ngược lại những cái đất nước mà họ nếu như bây giờ họ không cần làm những cái thứ liên quan đến não bộ nhiều họ chỉ phải đi làm những cái việc tầm thường miễn sao họ có ngày ba bữa ăn là cũng sống được rồi á thì cái 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 drive cái thúc đẩy con người để phát triển nó không có nhiều Được chưa vậy thôi um, và hai cái đất nước này em hỏi thì chị sẽ trả lời hai đất nước này thôi nếu em hỏi tất cả những đất nước khác trên thế giới nó sẽ có một cái bức tranh khác nhưng mà khi mà em vận hành một cái quốc gia nó không có giống như em làm giám đốc của một công ty hay là thuyền trưởng của một cái thuyền hay là um, làm làm hài như là ông Donald Trump cái <laughs> okay, lãnh đạo của một đất nước nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố rất nhiều yếu tố em và yếu tố hàng đầu đó là yếu tố con người em phải lo được cho họ và em phải lo được cho cả gia đình của họ và khi em là lãnh đạo em còn lo với một diện rộng và cả một quốc gia ok rồi đâu học Trân nhiều bò lắm hả Trân Đi chăn bò nhớ đeo kính này nghe không Trân ơi Mua cặp kính này đeo đi chăn bò Trân nghe Trân nghe nhớ đeo kính này đi chăn bò Rồi Thích thì chị Nhi đặt mua gửi về cho một cặp Mà chưa Mấy đứa Chị Nhi đau hỏng cho nên chị Nhi nghĩ hôm nay chị Nhi sẽ kết thúc sớm. À, bởi vì tao mà tao nói thêm nữa là ngày mai tao sẽ không có thể livestream được nữa. Ngày mai tối mai tao còn livestream với chị Dennis nữa. Rồi ngày mốt tao còn livestream với tụi mày nữa. Ok rồi. Ngày mai chị cũng có họp buổi chiều nữa. <laughs> ừ. Chị không có nói nổi nữa. Chị mà nói nổi nữa là chị điên đó. Yeah. Rồi. Ờm. À, mấy đứa làm ơn đừng có quên nhấn like share và subscribe cho chị rồi những đứa mà chưa có nhấn like á, làm ơn đi qua nhấn like dùm cái đi rồi những đứa mà nhấn like rồi á, mà cảm thấy chị em coi những cái video hôm nay không có đã uh, em thấy nó ít quá làm ơn coi hết mấy cái video cũ tôi lại trời ơi tôi có 800 cái video rồi mấy người có coi hết đâu không coi hết không coi hết xong vô đây cái kiểu chị không chị không biết dạy cái gì chị dạy ít ít cứ có đầu cha mà chị ít ít cái đầu cha mà chỉ ít, trời ơi tôi dạy nhiều hôm nay tao mới đặt một câu hỏi trên facebook tao hỏi tụi mày coi được bao nhiêu, ơi mới coi được có hai chục cái, trời 20 mươi trên tám trăm, tức là chưa được một phần trăm nữa, cái quần què gì vậy, hả? Coi nhiều vô, làm biến thế mẹ luôn, nè, coi livestream cũ xong cái nào á, thì nhớ thả ở dưới là bài học rút ra cái video nào cũng phải ghi bài học rút ra hết nha không có làm biến nha không anh chưa đi học đừng có làm biến nghe chưa đừng có làm biến làm biến quá làm biến miết à đừng có làm biến nữa làm biến kênh á. chưa <laughs> rồi đi ngủ đi ngủ đi, đi, đi ngủ sớm nha rồi đứa nào mà có bồ mà thấy tối nay anh tan học sớm em đang ở đâu đó qua cho anh quất miếng còn mấy con cũng vậy <laughs> mấy con cũng tương tự như vậy à, anh ơi đang ở đâu vậy hôm nay chị nhi cho em tan học sớm em qua liền em qua liền qua cho anh bút dú liền ok đó được chưa mấy bà trân trơn trân đi trời ơi tao không thể nào tao bỏ cái chuyện chửi tụi nó được chửi là cái nghĩa vụ của tao có con như chị có rồi mày con bự lắm rồi con 5 tuổi rồi mấy đứa nó kêu chị nhây manh động chị nói thiệt với tụi em á là chị chỉ nói đúng ít hiện trạng của xã hội thôi tụi mày là bài đặt giữ eo giữ yết đồ tụi mày bài đặt khép khép né né rồi tụi mày bà đặt che che giấu giấu không có che giấu được đâu tao biết hết tao biết hết mấy bà là cũng sưng sơn cho mấy ông bút vú còn mấy ông là cũng sưng sơn là em rảnh chưa cho anh qua bút vú kiểu vậy đó mấy ông mấy bà là như vậy với nhau thôi sơn qua sơn lại với nhau chứ không có gì hết á rồi em nhớ anh quá anh nhớ em quá rồi qua ôm hung rồi rờ rờ mó mó xíu tụi mày làm như tụi mày cũng nít mà là bày đặt đó giờ nó kêu bye bye chị nhi đi đi chị nhi đừng nói nữa bye bye đâu đó nó đuổi tao rồi nó đuổi tao rồi tại nó nói đúng quá mà tao nó nói đúng quá mà nó đâu có nghĩ má bả cứ nói đúng nói đúng hết y mấy cái chỗ mà rồi nó cái đồ nó còn kêu chị nhi giữ giọng đi đừng nói nữa đừng nói nữa lộ lộ hết rồi nhi lôi hết ra rồi mùng mền chăn chiếu đồ gì lôi hết lôi bay nóc lên rồi trời ơi má nó lôi hết lên xong rồi mũi bay vô chích nữa ờ chị nhi ngủ ngon đi chị nhi đừng nói nữa thấy không nó vô là nó kêu ngủ ngon đi im đi đừng nói nữa chị nhi đừng nói nữa trời ơi tao tao biết hết tao biết hết à, đừng có trời ơi chị nói là em có đơn nhắm mắt trời ơi đặt nhắm mắt cúc quà cúc quà này nọ trời ơi rồi đi đi nha đi qua cho mấy anh rờ rờ mó mó rồi mấy anh cũng nhẹ nha đi rờ mấy em đi nha nghe. nghe không rồi nè rờ xong á nhớ lên như chát khoan nghe không nghe không rồi vậy nha bye bye nha à quên ngày mai đứa nào kho mi được thì vô nghe không Bẻ hết rồi hả trời ơi chị xin lỗi để lần sau chị nói bự hơn lần sau tao mua cái cái dạng như là cái loa mà bự bự á cái xong tao nói luôn chớ tao nói cái nhỏ nhỏ làm chi không được chứ dạ giờ em uống nước mật ong đó chị em uống rồi đấy chứ mà sao nó không có hết giờ em quất hai viên thuốc giờ em uống luôn đây. ghê okay. secret cái cục cứt secret cái đồ yêu trời ơi tao già rồi tụi mày giấu giấu tao ba cái đồ đó làm gì thậm chí con gái tao giờ mà nó về mà nó, nó, kiểu như nó, nó chạy thẳng vô trong phòng luôn á mà nó lén lén lúc lúc chù tao tao trong tới cái ngày bà eva bởi như vậy thôi mà đi học gì có cha mẹ xong chạy vô phòng mà đóng cửa xong rồi thở hổn hển là tao biết rồi đó tao biết là mới bị anh nào rơ rơ rồi đó hiểu không trời nói đúng mà còn nói to lần sau tao nói nhỏ hơn nha chung tao mà ít bữa mà bà eva bắt sơn sơn nhìn như tụi mày là thôi á thế thể nào cũng tan nát thể nào cũng bị mẹ dọc mẹ con mẹ nó dọc cho tơi tả con mẹ nó kiểu như là con mẹ nó sẽ lôi nó ra và mà, mà nhấc mấy con xe ghi nữa chú mình mà lôi nó ra làm nhục là thôi luôn á ta nói hả à, ước gì không có bà mẹ như bà nhi đến lúc đó là nó sẽ nghĩ trong đầu nó dạ ước gì không có bà mẹ như bà nhi bà nhi là bà quỷ không có muốn bà mẹ như bà nhi à à đúng không không muốn đâu nhột ghê <laughs> rồi đi đây đi đây, đây thiệt đây bye bye nghe bye nghe đừng có quên like share subscribe nghe rồi ai chưa like, share, subscribe Nhớ like, share, subscribe nghe Rồi ai like, share, subscribe rồi Thì nhớ đăng lên tường Facebook điều độ nha Ai chưa đăng lên tường Facebook điều độ Thì giờ đăng lên trên story điều độ nha Ai chưa đăng lên story điều độ Thì, thì lên trên tiktok đăng nha Ai chưa lên tiktok đăng Thì chịu khó bắt đầu đăng đi nha Đứa nào mà không chia sẻ tao là Tao đuổi ra khỏi nhi hao nha Tao đuổi ra khỏi nhi hao xong rồi Tao đuổi ra khỏi nhi chat luôn nha Tao đuổi ra khỏi nhi chat xong rồi là tao đuổi ra khỏi kênh tao luôn nghe được chưa rồi nghe chưa má nhắc miết mất mệt mẹ nội cái chuyện bị chia sẻ bài viết thôi mà nhắc từ ngày này tháng nọ năm nọ năm kia ngày dài tháng rộng gì chứ trai mà kêu em ơi em nhấn like giùm anh cái là bay vô liền gái mà kêu cái là xé mùng xé chiếu đi ra nhấn liền chứ chị nhi mà biểu nhấn like share rồi subscribe là phải nhắc cả trăm cả kỹ cả tỷ kiếp tao là cái khúc này tao bị admin tao cắt xong tôi đi tôi lại tụi mày gửi cho tụi mày mỗi sáng để tụi mày làm thấy chưa không có dạy trai dạy đồ nữa đó rồi đi đây đi thiệt đây bye